thở ra trái 1 2 3 4 5 6, hít vô 1 2 3, nín thở. Mười hai, thở ra 1 2 3 4 5 6, hít vô 1 2 3, nín thở. Rồi thở ra trái 1 2 3 4 5 6, vòng cuối, hít vô 1 2 3, nín thở. Thở ra phải 1 2 3 4 5 6, hít vô 1 2 3, nín thở. Thở ra trái 1 2 3 4 5 6, rồi thả lỏng tay, relax. Ngồi yên, tập trung. Khi mình thở luân phiên thì mình cảm thấy được thăng bằng. Hai não phải và trái sẽ được thăng bằng. Cảm thấy thoải mái. Rồi nằm xuống, nghỉ, relax. Trong thế xác chết, hai chân mở ra, hai tay mở ra, lòng bàn tay đưa lên trời. Rồi hai chân khép lại, hai tay qua đầu, duỗi người ra, duỗi ra, duỗi ra, duỗi ra, duỗi ra, duỗi ra, duỗi ra, rồi ngồi lên, khoanh chân. Bây giờ mình bắt đầu tập mắt nhìn thẳng, thư giãn mặt, thư giãn trán. Rồi, nhìn thẳng lên, cao càng cao càng tốt. Rồi theo một đường nhìn thẳng xuống, mắt mở ra, nhìn xuống cái chấm gần người. Rồi nhìn lên, đừng chớp mắt. Một, rồi xuống, rồi lên, rồi xuống, rồi lên, cao càng cao càng tốt. Rồi xuống, rồi chính giữa, nhắm mắt, nghỉ, relax. Bây giờ mình nhìn mắt xéo, nhìn lên phải cao và nhìn chấm xuống dưới, cao phải dưới trái, cao phải dưới trái, giữa nhìn giữa. Rồi nhìn trái cao phải dưới, trái cao phải dưới, trái cao phải dưới, chính giữa, nhắm mắt, nghỉ. Mở mắt ra. Bây giờ nhìn lên đồng hồ, theo cái kim đồng hồ, nhìn cao số 12. Rồi quay mắt bên tay phải. 1 số 1 2 3, 4, 5, 6, nhìn dưới, 7, 8, 9, nhìn trái, 10, 11, 12, một lần nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, giờ nhìn ngược lại, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Một lần nữa. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 12, giữa, nhìn giữa, nhắm mắt, nghỉ. Rồi sau khi tập thể dục cho mắt, bây giờ mình phải xoa tay. Xoa tay cho ấm hơi lên. Rồi để lòng bàn tay ấp lên mắt để cho truyền hơi nóng cho mắt và nghỉ mắt, dưỡng mắt. Một lần nữa, one more time. Xoa tay mạnh để cho hơi nóng trong tay. Rồi ấp tay trên mắt, nghỉ mắt. Đừng ấp chỗ ngón tay mà trong lòng bàn tay. Rồi thả ra. Cảm ơn. Bây giờ tập cổ. Thở ra, đem cằm xuống, relax. Thả lỏng cổ. Hít vô, vỡn cổ ra, từ từ nhẹ nhàng. Thở ra, đem cằm xuống ngực. Rồi hít vô, vỡn cổ ra. Thở ra, đem cằm xuống ngực. Mình làm 3 lần. Rồi hít vô, vỡn cổ ra. Rồi cổ thẳng. Bây giờ thở ra, đem tay xuống vai phải. Hít vô, thay bên, đem tay xuống vai trái. Hít vô, rồi thở ra bên tay phải. Hít vô, rồi thở ra bên tay trái. Hít vô và thở ra bên tay phải. Hít vô và thở ra bên tay trái. Rồi đem đầu chính giữa, nghỉ. Bây giờ đem cằm xuống ngực. Rồi rất là từ từ xoay đầu bên tay phải, rất là từ từ. Đem tay xuống vai và ngửa người, ngửa đầu ra phía sau. Rồi từ từ đem tay xuống vai, rồi đem cằm xuống ngực. Rồi qua phía kia, tay xuống vai và ngửa đầu ra. Rồi tay xuống vai, rồi đem cằm xuống ngực. Rồi chính giữa, relax. Nghỉ. Duỗi chân ra. Relax legs. Rồi nhúc nhích chân. Mình có thể làm thế, con bướm bướm hai chân cạnh nhau để nó kéo những cái cơ bắp ở đùi. Rồi thế con bươm bướm. Rồi xong. Đứng dậy. Và bắt đầu thế chào mặt trời. 12 thế khởi động chào mặt trời. Lúc nào cũng liên kết cái hơi thở và những tác động. Hai chân cạnh nhau. Hai tay chấp lại trước mặt, trước ngực. Đây là thế số 1. Hít vô. Thế số 2. Vỡn ra để hai tay cạnh vai, cạnh tai. Rồi thở ra. Gập người xuống. Nắm cổ chân hoặc là để tay trên sàn. Thả lỏng đầu. Hít vô. Chân phải, đầu gối xuống sàn. Rồi hai chân cạnh nhau.
lưng thẳng, thở ra, đầu gối xuống, ngực xuống và trán xuống, cùi chỏi cạnh người. Hít vô, vai thả lỏng, cùi chỏi cạnh người, thở ra, gót xuống, nhìn thẳng, hông cao. Hít vô, chân phải, đầu gối xuống, thở ra. Hít vô, hoàn toàn lên cao, vỡn người ra và thả xuống, thả lỏng tay. Hít vô và thở ra, hai tay chấp trước ngực. Hít vô, vỡn người ra, thở ra, gập người xuống, tay cạnh sàn. Hít vô, chân trái, đầu gối xuống sàn, rồi nín thở, hai chân cạnh nhau. Thở ra, đầu gối xuống, ngực xuống, trán xuống. Hít vô, vỡn người ra, thế hổ mang, rắn hổ mang. Và thở ra, chữ V ngược, đẩy trên tay, nhìn chân gót xuống. Hít vô, chân trái bước lên, đầu gối phải cạnh sàn. Rồi thở ra, hai tay, hai chân cạnh nhau. Hít vô, vỡn lên. Và thở ra, hai tay cạnh người. Đó là vòng số nhất. Rồi hai tay chấp lại trước ngực. Hít vô, vỡ người ra, thở ra. Này là thế số 3. Rồi chân phải, hai chân cạnh nhau. Rồi xuống, ngực xuống, trán xuống. Hít vô, vỡn người ra, thế rắn hổ mang. Rồi thở ra, chữ V ngược. Hít vô, chân phải ra trước, đùi gối trái xuống sàn. Rồi thở ra, hai chân cạnh nhau. Thở ra, thả lỏng cổ. Hít vô và thở ra, hai tay cạnh nhau, cạnh người. Hít vô và thở ra, hai tay chấp trước ngực. Hít vô, rồi thở ra, hai tay cạnh chân. Hít vô, chân trái, rồi nín thở, hai người thẳng. Rồi thở ra, hít vô, vỡn người lên, thở ra, chữ V ngược. Hít vô, chân trái ra phía trước. Rồi thở ra, hai chân cạnh nhau, đẩy tay, duỗi đầu gối. Hít vô, vỡn người ra, rồi thả ra, thả lỏng. Hít vô và chấp tay trước ngực. Hít vô, vỡn người ra, thở ra, tay cạnh xuống chân. Hít vô, chân phải, rồi hai chân cạnh nhau. Thở ra, hít vô, vỡn người lên. Rồi thở ra, chữ V ngược. Hít vô, chân phải, rồi thở ra, hai chân cạnh nhau. Hít vô, vỡn người ra, rồi thở ra, hai tay cạnh người. Hít vô và thở ra, hai tay chấp trước ngực. Hít vô, vỡn người ra phía sau. Thở ra, hai tay cạnh chân, duỗi đầu gối. Hít vô, tay trái, chân trái, rồi hai chân cạnh nhau. Thở ra, đầu gối xuống, trán xuống, ngực xuống, hông lên trên, đầu cùi khuỷu tay cạnh người. Hít vô, vỡn người ra, thả lỏng vai. Rồi hít vô, thở ra, chữ V ngược. Hít vô, chân trái, rồi thở ra, thả lỏng cổ. Hít vô, rồi thở ra. Một vòng cuối cùng. Hít vô và thở ra,
hai tay chấp trước ngực, hít vô và thở ra. Hít vô chân phải, rồi hai chân cạnh nhau, người thẳng. Thở ra, đùi gối xuống, ngực xuống, trán xuống, hông lên trên, khuỷu tay cạnh người. Hít vô, thở ra, chữ V ngược. Hít vô chân phải, bước ra trước, đầu gối trái cạnh sàn. Rồi thở ra, đẩy trên tay, cho duỗi đùi gối ra, thả lỏng đầu. Hít vô và thở ra. Hít vô, thở ra, hai tay chấp trước ngực. Hít vô, vỡn người lên. Thở ra, hai tay cạnh sàn, thả lỏng đầu. Hít vô, trái. Rồi hai chân cạnh nhau. Thở ra, đùi gối, ngực và trán. Hít vô, vỡn người lên, rắn hổ mang. Và thở ra, chữ V ngược, đẩy gót xuống. Hít vô, trái. Rồi nhìn lên và thở ra, hai chân cạnh nhau, thả lỏng đầu. Rồi hít vô, vỡn người lên. Rồi thở ra, hai tay cạnh người. Đứng thẳng, nhắm mắt và nghỉ trong thế đứng. Bây giờ nằm xuống. Hai chân mở, hai tay mở. Lòng bàn tay đưa lên. Nghỉ ngơi. Thư giãn. Thở bằng bụng. Thở đều. Hai chân khép lại. Hai tay cạnh nhau. Hít vô, chân phải đưa lên. Thở ra. 1, 2, 3, xuống. Hít vô, chân trái. 1, 2, 3. Và thở ra. 1, 2, 3, đưa xuống. Hít vô, chân phải. 1, 2, 3. Và thở ra. 1, 2, 3. Hít vô, chân trái. 1, 2, 3. Và thở ra. 1, 2, 3. Hít vô, chân phải. 1, 2, 3. Và thở ra. 1, 2, 3. Hít vô, chân trái. 1, 2, 3. Và thở ra. 1, 2, 3. Bây giờ cả hai chân. Hít vô. Nâng hai chân lên cao. 1, 2, 3. Thở ra. 1, 2, 3. Hít vô. 1, 2, 3. Thở ra. 1, 2, 3. Hít vô. 1, 2, 3. Thở ra. 1, 2, 3. Hai chân đụng xuống sàn. Hít vô. 1, 2, 3. Và thở ra. 1, 2, 3. Đẩy trên tay cho nó dễ cho cái bụng. Hít vô. 1, 2, 3. Và thở ra. 1, 2, 3. Hai lần nữa. Hít vô. 1, 2, 3. Thả lỏng vai. Và thở ra. 1, 2, 3. Hít vô. Một lần nữa. 1, 2, 3. Và từ 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 nằm xuống. Thở ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi thả lỏng. Mở hai chân ra, mở tay ra. Thở đều bằng bụng. Trong lớp sơ cấp, mình không làm thế đứng bằng đầu, nhưng mà phải tập bụng để cho bụng và lưng được khỏe và mạnh. Thì sau đó nếu mình tập thế đứng bằng đầu thì mình sẽ giữ thế được. Rồi, hai chân khép lại, hai tay trên đầu,
duỗi người ra, duỗi người ra và thả lỏng. Bây giờ mình bắt đầu hai tay cạnh người, mình bắt đầu làm thế đứng trên vai, hai chân cạnh nhau, hai tay cạnh người. Hít vô, nâng hông lên và đem chân quá đầu, rồi chống lưng bằng tay. Người mới tập thì cong đùi gối, chống tay trên lưng, những ngón tay chỉ vào chính giữa, rồi từ từ duỗi chân ra, đem chân lên càng cao càng tốt, càng thẳng càng tốt. Sửa khuỷu tay, đem khuỷu tay càng gần nhau càng tốt. Và hai tay chống lưng, duỗi chân ra và thả lỏng chân, thả lỏng bắp chân. Trong thế này, tập trung tư tưởng trong cổ và gáy. Tuyến giáp sẽ được xo bóp. Và khi mình giữ thế như thế thì như là mình nhấn những cái mạch máu, rồi mình tăng cường huyết áp. Rồi khi mình thả ra, thả thế ra thì máu sẽ chảy và năng lượng sẽ chảy, khí sẽ chảy, sẽ được điều hòa. Rồi bây giờ đem chân 45 độ, tay trên sàn, từ từ thở ra và ra khỏi thế. Thở ra từ 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 từ, đẩy trên tay, đẩy trên tay và thở ra. Nằm xuống thế, nghỉ. Hai chân mở ra, hai tay mở ra, nghỉ. Thư giãn, thở bằng bụng. Hai chân cạnh nhau, hai tay cạnh người. Mình tiếp tục bằng thế cây cày. Nhấc hông lên, hít vô, nhấc hông lên, chống lưng. Nếu có thể đem chân xuống quá đầu, đụng sàn. Nếu không thể đụng sàn thì chống lưng. Tiếp tục tập trung trong cổ, trong gáy và thở đều. Nếu chân đụng sàn thì duỗi tay ra, nằm thẳng xuống sàn. Đầu gối thẳng, chân chĩa về phía đầu, gót cạnh nhau, thở đều đều. Nếu cảm thấy đau chỗ nào thì tập trung tư tưởng chỗ đó và thở đều ở chỗ đó. Tưởng tượng cơ bắp được dẻo hơn, duỗi ra, bao sự căng thẳng sẽ biến mất. Phải thở, giữ những tư tưởng trong đầu được tích cực, giữ nguồn vui bên trong. Thở đều. Rồi chống lưng, đem chân 45 độ, rồi tay nằm xuống. Từ 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 duỗi người ra, từng một khớp xương sống một, đẩy trên tay và nằm xuống. Thế thư giãn, thế xác chết, hai tay mở ra, thở đều. Bây giờ làm thế con cá, hai chân khép lại.
hai tay dưới người, hai khuỷu tay dưới người. Hít vô và vỡ người lên, mở ngực ra.